Các bạn thân mến, ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các em ở trong phần video clip này. Và ở trong phần video clip này, chị sẽ đọc tặng cho các bạn một bài thơ mà chị nghĩ rằng đây sẽ là một bài thơ rất là phù hợp với thời tiết ở Hà Nội hiện tại. Bài thơ được mang tên là Trời trở rét. Đây là một bài thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Bài thơ như thế này: Trời trở rét, sao không cài khuy áo lại anh? Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét. Gió nhiều quá, phòng trở nên chật hẹp. Bụi mù ngoài đường, phố ít người qua. Em từ nhà ra tới ngã tư, gặp đèn đỏ trước hàng dinh thứ nhất. Chờ sang đường đèn xanh vừa bật, em quay về thành phố mùa đông. Em đi qua hiệu sách ngoại văn, cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ. Trong tủ kính sách nằm yên tĩnh thế, nào ai hay bão táp ở từng trang. Đến hay là mặt nước Hồ Gươm, vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu. Trời trở gió, hồ trở nên mềm yếu, nên đổi thay rồi một sắc ưu tư. Chỉ vui là những gánh hàng hoa, rét nóng mặc thế nào hoa cũng nở. Hoa mỉm cười giễu người ta qua phố, đang giấu trong áo ấm niềm lo. Em thấy mình cũng thật vần vơ, lại đi thương cây bàng trước cửa. Cây dù nhỏ, dù gió dữ, hết mùa này cây lại nên xanh. Sao không cài khuy áo lại anh? Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét. Các bạn thân mến, đây là một bài thơ rất là nổi tiếng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Chúng ta có thể cảm nhận được những tình cảm đong đầy mà người nữ sĩ này muốn truyền tải qua bài thơ. Thế nhưng chúng ta vẫn bắt gặp một điều vô cùng là gần gũi mà chúng ta vẫn thường nhìn thấy ở trong những vần thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh. Đó là những cái lo âu, trăn trở hết sức đàn bà được thể hiện. Và chúng ta có thể thấy rằng là trong một ngày thời tiết Hà Nội lạnh như thế này, nghe bài thơ Trời trở rét của nhà thơ Xuân Quỳnh hãy nhắc nhở những người yêu thương của mình là cài khuy áo lại để chúng ta có thể đón một mùa đông thật là ấm áp các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chị hy vọng sẽ sớm được gặp lại các em ở trong những cái video clip bổ ích lần sau. Bye bye!